Rồi xin chào các bạn nha. Bữa nay mình với anh em mình sẽ làm món cá lóc nộm bông lục bình. Có bông lục bình nè. Rồi cá lóc đâu? Có nguyên con cá lóc luôn. Ok rồi. À. Rồi bây giờ anh em mình làm nha. Giờ anh em mình bỏ cá vô nướng đi. Nay là lúa chưa cắt chưa có rơm nên nướng than đỡ đi. Anh em đừng có để mai mốt lúa này cắt xong mình có mình có nướng có rơm mình nướng chui có rơm mình đi nướng chui được đâu. Rồi nướng than đi. Rồi ok. Rồi đi bẻ bông lục bình thôi. Đi bẻ bông lục bình. Ai dầu. Quả chừng luôn Hiếu. Nhiều lắm. Trời ơi. Bông màu tím nhìn đẹp ha. Bây giờ nó xa quá không biết sao, tôi sợ té đây, té đây là tôi đi về luôn, là khỏi quay luôn á. Làm cái tẩm cái là xong luôn hả? Quá chừng quá chừng. Ngoài đây. Hoạt động luôn nè. Đi vô. Này mình bẻ khoảng bao nhiêu bông là đủ bóp con cá ta? Hai người mình thì tùy duyên thôi. Ăn bao nhiêu mình bẻ bấy nhiêu. Muốn ăn nhiều bẻ nhiều, ít ít, lục bình cá đóng. Vậy bẻ chục hay 15 bông đi. Đẹp không? Ồ quá đẹp luôn. Ừ. Gì à? Gửi tặng em một chùm hoa nhỏ. Thôi tao không nói cái câu nữa đâu. Đó, quá chừng quá chừng. Tới Valentine á. Màu tím thấy chung là đi cắt bông lục bình tặng lục bình, đừng có làm gì xa xỉ, màu tím thấy chung theo lục bình tặng, bảo đảm bọn nhỏ nó bỏ bạn liền. Nếu như các bạn muốn chia tay bạn gái mà không có lý do hãy làm theo cách của chúng tôi, bỏ chung thủy bẻ lục bình. Rồi coi nè, chơi được chưa? Mỗi một mâm luôn đẹp quá ta nè. Nhiều đây là đủ hai thằng quốc rồi ha, đủ hai thằng quốc rồi. Rồi vô. Cái bề này chín rồi á. Rồi lên luôn em ơi. Giờ bắt đầu mình xé phai nó ha. Cắt ở xương sống. Nóng. À, để nguội xíu đi. Bá cháy. Lóc cái da đó ra trước hả? Bá cháy. Rồi, giờ là mình lóc thịt nó ra. Ra đã. Trời ơi, thịt trắng tươi luôn. Thơm quá. Nghe thơm phức luôn á. Còn bốc khói luôn nè Hiếu. Nhìn này chút ăn nó ngọt cho coi. Hết sảy luôn. Bây giờ nóng quá mọi người ơi. Nóng lung tay luôn á. Này hả, để nguội là bớt ăn đâu ngon đâu phải không? Hành.
với cái đầu. Ừ, cái này mà bỏ là mấy ông nhậu rượu chửi mày chết luôn đó. Đừng có bỏ nhậu rượu chửi chết luôn á. Đó, còn quá chừng. Cái này phải có cái muỗng múc hen. Này mình có cái muỗng là mình cạo ra là vết sạch luôn. Đây là nguyên một bệ da của một con cá. Tôi bỏ nó nha. Tôi nghĩ tôi bỏ nó, không có bỏ đâu. Coi chừng dính mấy cái đèn đắng nha. Cạo cạo cái đèn. Trời, cái này mà bóp chung ăn nó giòn, nó thơm. Nách. Ok, bây giờ có cá nè, cá là xong rồi nè ha. Rồi lục bình thì mình mưa nữa rồi. Bây giờ mình bỏ nguyên liệu vào thôi. Bỏ vào vào quất thôi. Ok. Rồi bây giờ tụi mình trộn nó lên nha. Trộn với cái nước sốt của mình nha. Cái này là cái nước bắp chua phải không? Nước bắp chua nó này có chanh nè, đường nè, ớt, nêm nè. Lúc mình trộn mình thấm con cá nè. Rồi mình trộn này trước nha. Đây đi. Trộn lên. Trời. Nhìn nó xẹp xẹp xuống hả? Mềm mềm rồi đó. Màu xịt lắm. Một thao luôn. Này mình trộn xong mình để khoảng bao lâu là mình ăn được ta? Trộn là ăn liền luôn nè. Trộn liền hả? Trộn là ăn liền. Nó màu thấm lắm. Được mình mà. Rồi. Cả vào. Đó. Rồi trộn lên. Từ từ thôi nha. Tắt. Coi chứ nhiều lắm. Thao hai thằng ăn nhiều lắm. Ngon quá. Trời xong đổ ra dĩa thôi. Có bông lục bình nhìn đẹp quá, nhìn đẹp mà ngon ghê. Đó cái nước kìa rưới lên trên luôn luôn, lấy là hết. Chỉ những bông lục bình mà có lá cái lục bình non luôn nè, quất luôn. Lục bình ăn bà bình cái bèo trôi thì phải ha. Cái bèo trôi. Đấy. Ngon quá một dĩa luôn. Đây còn nữa. Nữa đây là đậu phộng rang. Thiếu cái này được. Đó, rưới lên. Mè luôn hả? Đủ bài ha. Đó. Trời ơi. Ui. Rồi giờ. Dễ nhất nách luôn. Rồi ok. Rồi giờ tụi mình cùng thưởng thức nha. Ok, bây giờ là mời mọi người thưởng thức cái món cá lóc nướng nộm hoa lục bình của Hiếu nha. Cá lóc nướng nộm hoa lục bình là đây. Đây là cá lóc nướng với nộm hoa lục bình nè. Có đậu nè, có mè nè. Còn đây là bánh rế. Bánh rế do mình làm. Đây là bánh rế của bạn Hiếu làm luôn. Có nước chấm nữa nè. Nước chấm nữa, bây giờ mình không có bánh rán. Bây giờ mình lỡ mình quên bánh rán rồi. Thì có dụng đó. Hương đồng cỏ nội. Mình ăn lá lục bình. Cuốn bằng lá lục bình luôn. Lá lục bình ăn luôn. Rồi. Cuốn liền. Ngon quá. Cuốn lá non nghe, lá già quá nha. Tới sáng mai á. Đó, bánh rất là giòn. Đưa sát sát rồi. Hoa ha. Cá. Cá luôn. Ồ cái này mà quất một miệng cái là hết luôn á. Đó, quá dữ luôn. Đây, chén nước mắm. Để nước mắm vô mình làm đây. Đây chén nước mắm này cũng nhức nách lắm à. Trời ơi. Rồi đâu chấm coi. Nó tới độ phê. Vớt gỏi lên. Vớt gỏi lên. Trời ơi mọi người nha. Quất. Quất một cái một luôn. Ừ, ăn cho hết. Ngon không? Quá đã hả? Nó ngon lắm. Đào tả cái hương vị kìa. Chua
chua, mặn ngọt ngọt, nó cay cay của ớt nữa, thơm thơm mùi cá nữa phải không? Cá rất là thơm, cá lóc mà, nè, uống nước mía nha, bữa nay không phải là không uống bia, uống nước mía, mời mọi người nha. Trời, hạnh phúc lắm, đã mọi người ơi, đồng gió mát hen, là anh em mình ngồi ăn đây là hết sảy. Nhật vô Nhật ơi, rồi mày cúng cho tao đi. Trời. Hương đồng cỏ nội hay có gì mình làm đó ha. Hương đồng cỏ nội có gì làm đó, có gì làm đó. Cuốn vào, cuốn vào. Đừng nghĩ là mình ăn không được. Ăn từ bông cho tới lá luôn ha. Bông lá non ăn được. Cái bông này mình nấu với mình ăn với lẩu mắm á. Hết sảy luôn. Lẩu mắm, lẩu cá linh. Trời ơi, nhúng với bông lục bình này khỏi nói rồi. Cá nữa. Ừ. Thêm cá. Đây. Thêm miếng nữa. Đó, rồi. Đó. Cuốn lên cây rồi. Hết sảy luôn. Đây, giờ tới mình thưởng thức nha. Để mình quay về cho dễ. Nè, mỗi một cuốn của mình đây. Rồi, chấm nha. Trời ơi, trời ơi. Mày lấy đũa mày dứt cho tao miếng gỏi coi. Trời ơi, đây. Không. Đây, đầu lạ nó hơi khó dứt. Rồi. Chưa được, chưa hơi nữa nè. Rồi. Đây, hết sảy ha. Đây, giờ tới mình thưởng thức nha mọi người. Mình quất một cái một là hết nha, chứ không có cắn ra. Thử coi. Cá thơm mà cái nước ăn chua chua ngon ha. Ê, tính ra cái lá cái lục bình cũng cũng ngon cái luôn á. Cái lá bình này thơm cá con cũng thơm, sao làm biết thơm cá con cuốn cái lục bình này còn nhức nách luôn à. Còn nhiều món lắm. Cái này mày cuốn này mày chấm này là nó hợp bài kia luôn á. Ê, mình cũng uống miếng nước mía nha. Mà mọi người nha, bữa nay anh em mình không có nhậu. Quá ngon lành luôn. Làm lại dít lên nha. Chấm nè. Trời ơi, còn gì để nói nữa. Chén nước mắm nó đậm đà đẹp lên. Trời ơi, nó mặn mặn, nó ngọt ngọt, nó chua chua, nó sướng lắm. Quất cái coi. Đã quá hả? Ăn cái nào mà nó sướng cái đó. Này là hết bài ha. Tuyệt vời. Đúng là hương đồng cỏ nội, ăn có khác. Kéo cái đã, trời ơi. Ê, đưa mượn đũa và tao gấp tăng không, thử miếng coi. À, mình thử miếng mình ăn không thích miếng mình không cuốn thử là sao ha. Ừ, thêm bánh này nè coi. Nó không bằng cuốn bằng cái lá này. Không có lá. Không ngon liền ha. Ừ, nghe nó nhạt nhợt nhạt. Bánh chưa chắc gì bằng mọi người. Bánh tráng chưa chắc gì bằng đó. Cái bánh tráng không có ngon bằng đâu. Cái lá lục bình ngon thiệt. Thơm mùi lá nha. Cái lá lục bình tính ra nó đâu có đắng, nó đâu có chát đâu. Có đắng không có chát, ăn rất là thơm. Cuốn với cá mà chấm với mắm. Trời ơi, hết sảy luôn. Ngon quá, ngon gì dùng đó. Không cao sang. Không cao sang mà cũng không có dở đâu nha. Ăn ngon lắm nha. Bình dân nhưng mà đẳng cấp đó. Ăn ngon lắm á. Đây, cái tớ tao nha. Đây. Cái này là tớ tao á, mày không có dành à. Đây. Dít luôn đi, mày chấm mày dít xong luôn đi. Đó. Trời ơi. Rồi được. Đó, chảy cái nước chấm xuống rồi. Ồ, nước chấm nó chảy ngược rồi kìa, nhanh vậy cơ. Trời ơi. Đây mọi người, đây là cái cuốn của tôi nha. Cuốn này ăn rất là best nha. Ngoại một cái là hết luôn nha. Gì đâu. Cái dĩa này phải thấy tới 3 người ăn mới hết. Đừng lấy đi. Thôi thì ta. Thì dính nhiều lắm mọi người. Nhiều lắm á. Nhiều lắm, nhiều dữ lắm. Ăn chấm ăn ngon xấu dách luôn. Một cá tí. Ăn miếng cái bông không chấm này coi. Bông thơm. Nó chấm thử miếng này thôi.
nó giống như cái nó giống giống nó giống như cái mùi mà rau xanh vậy đó. Nó chua chua mặn, nó không ớn ha. Chua chua mặn mặn ngọt ngọt cay cay. Cay cũng ớn. Thơm thơm hết sảy. Đây. Uống miếng miếng coi. Cuốn cuốn đi, giờ mày cuốn hai hai cuốn đi, cái tao mày cụng lượt luôn. Mày đường cuốn tao cầm trước đi, xong rồi tao mày làm cuốn. Tao bỏ đi, hương đồng cỏ nổi luôn, nhậu ngoài ruộng luôn. Đây, tao trước cho. Còn hẳn sáng mấy năm sau là ăn hương tối rồi. À, rồi tao mày cuốn mày đi. Đây, hãy vô chén. Anh em mình vô nha. Chưa, lấy chén chấm chấm mới vô kìa. Nước đá nè. 2, 3, 2, 1 vô chấm. Rồi lên nè. Ý, tao dính được gỏi nè. Rồi nè, rồi. Rồi vô. Mời mọi người nha. Mời các bạn nha. Đồn. Cảm giác ngon nó chạy hết người. Nhức nách lắm. Giờ mà ngon kìa ha. Nhức nách lắm mọi người. Ngon hết. Ngon lên. Mà nó dễ ăn gì gì đâu á. Rất là dễ ăn. Thì cái này mà cuốn, mày cuốn bánh tráng đi, mà chỉ có cái này cái bắp gỏi mày cuốn bánh tráng không, mày ăn chấm là nó cũng không không ngon bằng cuốn cái này, mà có bánh này, có đậu này kia nữa. Thơm đậu thơm mè. Để tao gấp tăng thử cái bông không coi. Đây, gấp bông này cái nhỏ nhỏ đi. Chấm thử nha. Rồi. Để mình ăn thử cái bông không ha. Giòn quá. Cái cọng á. Cái cọng nè. Nó giòn giòn, cái nó ngon lắm. Nó mềm mà nó giòn. Giòn giòn hết. Thơm thơm mùi rau ăn ngon sao á. Còn cái bông nó còn thơm mùi rau, nó thơm mùi rau. Tại cho cái mùi rau gì nó thơm thơm. Quá xịn sò. Nhà không có đâu. Chỉ có ra ruộng là mới có hả? Nè, tụi mình là bẻ bông lục bình đây luôn nè. Rồi bẻ lá lục bình ở đây luôn. Cái miếng cá cái bông này là mình rửa sạch rồi nha mọi người. Rửa sạch rồi bóp này ăn nó ngon. Rửa với muối rồi đó cho nó xè bông lại á. Nhẹp lại bóp thấm. Thấm rồi. Trộn thấm vô. Đây, chấm nè. Ăn chung miếng cá cái bông hả? Ngon quá. Cay quá. Cay quá. Bỡ ớt quá trời. Chấm nè, ớt nhiều. Mà ngon, cay nó chấm ngon. Chấm nè, mắm. Cay vậy đó, ăn cá đó, nó ngon. Còn không cay, ăn nó lật lạc lắm. Tuy là cay á. Miếng nữa. Cái này có bia tiết quá vậy ơi. Cái này không có bia ha, cái này có bia là trời ơi khỏi bàn luôn. Đây, có là ngon chứ. Lá cái lá lục bình nó ngon thiệt à. Lần đầu tiên là tao ăn á. Đây là cái lá đây. Lá lục bình non nè. Giờ mình kẹp với miếng cá ha. Đây, miếng đã bự quá, đây miếng nhỏ nè. Trời ơi. Vô. Khoan, tao chưa chấm. Rồi, 1, 2, 3, vô. Mời mọi người nha. Lá lục bình nó ăn ngon quá. Ăn hoài nó không ngán luôn á. Khó ngán lắm. Món này chỉ ăn no chứ nó ra để ngán khó. Rồi. Bữa nào. Rồi. Tụi mình giờ tụi mình tạm thời dừng máy quay ha. Anh tụi mình xử hết cái dĩa này rồi. Ngon quá. Tập trung ăn lắm. Nó ngon quá quay. Giờ ngon miệng. Quá giờ quay khó. Quay quay nó khó ăn nó còn ngượng miệng. Nó còn ngượng miệng. Tắt máy để ăn xíu nó mạnh dạn xíu. Rồi mọi người nếu thấy hay thì cho mình một like với một chia sẻ ha. Nhớ một đăng ký kênh luôn. Tụi mình sẽ làm nhiều món ngon dữ lắm, còn nhiều món ngon lắm. Đây, giờ tụi mình sẽ xử hết cái dĩa này ha.
Rồi chào mọi người nha.